Mọi người, ở video hôm nay, Kỳ Lân Thumpy sẽ chia sẻ cho anh chị 3 lý do mà mình nên tìm hiểu kỹ trước khi bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để mua một chiếc đồng hồ chính hãng. Lý do thứ 3 cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, tìm hiểu thật kỹ nơi bán. Anh chị nên tìm hiểu về các trang web và các trang mạng xã hội. Tốt nhất, chúng ta cứ ra store hoặc cửa hàng luxury có địa chỉ rõ ràng, cơ sở vật chất cao cấp để chọn cho mình những sản phẩm cao cấp xứng tầm, bởi những nơi đó là những nơi mà người bán muốn xây dựng thương hiệu uy tín cá nhân. Tránh giao dịch ở quán cà phê hay trên mạng. Bây giờ đồng hồ chế tác, đồng hồ fake rất nhiều. Người không có chuyên môn thì sẽ không thể phân biệt bằng mắt thường. Thứ hai, dịch vụ và chính sách đi kèm. Thường khi mua một chiếc đồng hồ cao cấp, khách hàng sẽ phải quan tâm đến chính sách bảo hành, chính sách thu đổi tốt nhất để yên tâm sử dụng lâu dài mà không lo về vấn đề rớt giá hay những lúc gặp trục trặc kỹ thuật. Cuối cùng, điều chúng ta quan tâm nhất đó chính là giá cả và chất lượng sản phẩm. Anh chị hãy tìm hiểu kỹ thị trường, cập nhật giá tại hãng để so sánh với sản phẩm mà mình muốn mua. Tuy nhiên, sẽ có một số nơi mắc hơn một vài triệu, nhưng đổi lại, mình nhận được dịch vụ tốt, chính sách bảo hành tốt, chính sách thu đổi tốt, thì đó cũng là một lựa chọn rất là tối ưu dành cho anh chị. Với tất cả những yếu tố đó, thì Kỳ Lân Luxury luôn mang lại đầy đủ cho khách hàng. Hãy đến Kỳ Lân Luxury và chọn cho mình một chiếc đồng hồ thật đẳng cấp và thượng lưu nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.